Thưa quý vị, như vậy là lại tiếp tục một phiên giao dịch nữa. Thị trường chứng khoán Việt Nam ở cả hai sàn giao dịch thì cái sắc đỏ đã chiếm ưu thế. VN Index tiếp tục lùi điểm. Và để giúp quý vị có thể tìm hiểu rõ hơn về những thông tin có liên quan đến những diễn biến mới nhất này của thị trường chứng khoán Việt Nam, ngày hôm nay chúng tôi mời tới trường quay ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc phân tích công ty chứng khoán Maybank Kim Eng. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Cảm ơn. Thưa ông Nguyễn Thanh Lâm, như chúng ta đã nói thì rõ ràng là các cái quan sát gần đây cho thấy là đây lại là một phiên tiếp theo. Liên tục trong mấy cái ngày qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam lại tiếp tục giảm điểm. Cho đến ngày hôm qua thì VN Index đã lùi về cái ngưỡng 890 rồi, nghĩa là dưới cái ngưỡng kỳ vọng 900 tới 10 điểm. Ông đánh giá thế nào về diễn biến mới nhất này? Thật ra thì với cá nhân tôi, cái phiên gần nhất của chúng ta thì là một cái phiên cũng không có nhiều cái ý nghĩa lắm. Lý do là bởi vì sao? Bởi vì cái thứ nhất là mặc dù là thị trường vẫn giảm nhưng mà cái mức độ giảm điểm thì nó đã ít hơn rất là nhiều so với lại cái phiên trước đó. Và cái vùng 900 mà anh có nhắc đến thì nó mang ý nghĩa về một con số tròn, một cái con số về mặt tâm lý nhiều hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta nhìn về cái gọi là chính xác là cái mức đáy của năm 2018 đến hiện tại thì nó sẽ xoay quanh cái vùng khoảng 809 nếu mà chúng ta dùng giá đóng cửa để mà chúng ta dòm. Vì vậy cho nên thật ra thì về mặt kỹ thuật mà nói thì thị trường vẫn đang ở cái vùng chúng ta gọi là cái vùng thử lại cái việc thử lại hỗ trợ thấp nhất của năm 2018. Phiên ngày hôm nay nó lại ít ý nghĩa hơn nữa là bởi vì cái thứ nhất là nó không có một cái thanh khoản cao. Ngày hôm nay chúng ta thấy rất rõ ràng rằng là cái dòng tiền, phần lớn dòng tiền trên thị trường, các nhà đầu tư trên thị trường thì họ lựa chọn cái phương án rằng là họ đứng ngoài. Thanh khoản của thị trường giảm về cái mức thấp nhất trong từ đầu tháng 12 đến giờ và giao dịch của khối ngoại cũng khá là mờ nhạt, không có rõ ràng cái việc mua hay là bán. Thì điều đó cho thấy một điều rằng là đây là một cái phiên tương đối cầm chừng, và tôi nghĩ là cái hiện tượng cầm chừng này thì cũng dễ hiểu thôi. Vì thứ nhất là ở cái ngày trước đó, cái đêm trước đó thì chúng ta đều biết rằng là Mỹ nghỉ giao dịch vì nghỉ lễ Giáng sinh. Và hầu hết tất cả các thị trường tại châu Á thì đều muốn chờ đợi cái việc rằng là khi mà thị trường chứng khoán của Mỹ hoạt động trở lại thì cái phản ứng của nhà đầu tư nó sẽ tiếp tục như thế nào sau một cái giai đoạn có thể nói rằng là cũng đã giảm rất là sốc ở trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh rồi. Thì trước khi mà nhìn thấy được cái diễn biến của thị trường Mỹ thì có lẽ cũng hợp lý thôi khi mà nhà đầu tư lựa chọn cái phương án rằng là họ đứng ngoài thị trường và không có quá nhiều những cái giao dịch trong ngày hôm nay. Tôi cũng rất là đồng tình với nhận định của ông. Chưa bao giờ thị trường chứng khoán Mỹ lại có những cái diễn biến mang cái chiều hướng tiêu cực như vậy. Dow Jones như vậy là đã xuống dưới 22.000 điểm rồi. Thật là một những cái diễn biến đúng là như ông nói, rất là khó lường. Và càng ngày thì chúng ta càng thấy là cái sự ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng cũng như là thế giới nói chung ảnh hưởng đến Việt Nam ngày càng nhanh, cái nhịp độ ngày càng nhanh, và có thể nói là một vài yếu tố thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam. Vậy thì trong bối cảnh quốc tế là như vậy, rất là khó lường, mặc dù thị trường chứng khoán châu Á thì trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì chúng ta cũng thấy là có những sự giằng co nhất định, nhưng mà rõ ràng là cái xu thế thì hiện tại là cái sự lo lắng đang nhiều hơn, cộng với lại cái việc là chúng ta đang rơi vào cái thời điểm mù thông tin như ông nói, chúng ta sẽ phải chờ đến tháng 1 sang năm thì mới có những thông tin mới. Vậy thì với tư cách là một chuyên gia, ông có lời khuyên gì cho nhà đầu tư trong cái giai đoạn này? Thật ra mà nói thì thị trường nếu mà tính đến mức điểm hiện tại bây giờ thì cá nhân tôi vẫn cho rằng là thị trường vẫn giữ được một cái trạng thái tôi gọi là trạng thái trung tính, chứ không đến mức độ gọi là quá bi quan. Dĩ nhiên rằng là cái trạng thái tốt hơn mà chúng ta kỳ vọng khi mà thị trường có những cái sự bứt phá trước khi mà thoái lùi trở lại trong giai đoạn này thì rõ ràng trước đó ngay cả bản thân tôi cũng kỳ vọng rằng thị trường có thể sẽ có được những cái sự khởi sắc hay là một cái xu hướng tăng nó bền hơn. Tuy nhiên thì rõ ràng trong một cái bối cảnh mà khu vực và thế giới nó đang rất là tệ như thế này thì cái kỳ vọng đấy trở nên nó hơi xa quá. Dù vậy thì tôi vẫn nghĩ rằng là đây không phải là một cái trạng thái, đến thời điểm hiện tại bây giờ cái trạng thái thị trường không phải đến mức ở bi quan. Chúng ta thấy rất rõ ràng rằng là so với là những cái giai đoạn mà bị bán tháo trước đây của thị trường thì không có những cái tín hiệu về cái sự gọi là cái mức độ tiêu cực của thị trường quá lớn. Điển hình như là thứ nhất chúng ta thấy rằng là thanh khoản thị trường hiện tại bây giờ không có cao. Rõ ràng cái nhu cầu mà bán tháo, nhu cầu bán mạnh của thị trường vào lúc này nó không lớn đâu. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhìn sang cái giao dịch của khối ngoại. Chúng ta thấy rằng là khối ngoại cũng không rõ ràng cái chuyện rằng là họ đang ở trong một cái flow, một cái trạng thái bán ròng rất mạnh có vẻ như là ở giai đoạn trước. Đúng rồi, có nghĩa rằng là cũng có những cái quỹ họ mua và cũng có những cái quỹ họ bán, và nó tạo ra một cái thế gọi là giao dịch có ngày mua ngày bán ròng ở trên thị trường của chúng ta, không rõ ràng là một cái trạng thái gọi là bán ròng mạnh mẽ như là ở giai đoạn như trước. Vậy là rõ ràng là không có cái biểu hiện rõ ràng nào về một cái xu thế tiêu cực nào đang có xảy ra trên thị trường Việt Nam, đúng không? Tôi nghĩ rằng là chúng ta chưa nhìn thấy cái chuyện đấy, còn cái chuyện nó có xảy ra hay không thì vẫn
vẫn sẽ phải nhìn vào cái diễn biến của thế giới trong giai đoạn sắp tới đây. Vì giống như lúc nãy anh nói, tôi cũng rất là đồng tình rằng là chúng ta càng ngày càng có một cái độ hội nhập nó sâu hơn vào cái diễn biến cũng như là cái nền kinh tế chung của thế giới. Rất là nhiều cái dòng tiền của nước ngoài tại thị trường Việt Nam bây giờ thì không phải chỉ còn là cái ảnh hưởng tâm lý nữa đâu, mà nó có cả những cái ảnh hưởng khá là trực tiếp liên quan đến những cái thị trường khác ngoài Việt Nam của chúng ta ra, ví dụ như là Hàn Quốc, Thái Lan và thậm chí là Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên rằng là những cái diễn biến tốt đi hay là tệ đi của những cái thị trường khác thì chắc chắn là đều sẽ có những cái ảnh hưởng nó rõ nét hơn và nó mạnh hơn lên trên thị trường Việt Nam của chúng ta so với lại giai đoạn ở trong quá khứ. Và như vậy thì tất cả chúng ta đều mong muốn rằng là càng ngày thì các cái giao dịch cũng như là các cái hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó sẽ càng trở nên thực chất và minh bạch hơn nữa để có thể hội nhập với thế giới. Chúng ta có thể chịu ảnh hưởng, nhưng mà theo cá nhân tôi thì đó sẽ là tín hiệu tốt thôi, bởi vì tất cả chúng ta sẽ được quay theo một cái guồng quay và nó tuân thủ đúng các cái quy luật của kinh tế thị trường. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng thông tin có được trong cuộc trao đổi vừa rồi sẽ phần nào giúp ích cho quý vị trong việc đưa ra những quyết định để tham gia vào các giao dịch trong thị trường chứng khoán Việt Nam tại các phiên giao dịch tới đây. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.